Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tôn. Ly Châu có cảm ứng, e là lại có giao long quá rộng. Quân tử tài qua, khổ công đọc sách, chăm chỉ thành tài, trang trọng uy nghiêm, quang minh hiển hách. Có. Tu Nguyên, huynh tỉnh rồi à? Được rồi, ta thấy huynh khỏi rồi. Huynh làm gì vậy? Ta phải hỏi huynh mới đúng. Hôm đó huynh không về nhà, ta phải chạy ra ngoài tìm huynh. Kết quả thấy huynh nằm một mình ở trong rừng. Ta đi tính tiền cho Lý quả phụ. Sau đó trên đường về nhà, à đúng rồi, ta gặp phải một cơn gió ma quái. Sau đó thì sao? Sau đó ta không nhớ nữa. À phải, A Phúc, ta đã ngủ bao lâu rồi? 3 ngày 3 đêm. Quynh có biết hôm nay là mùng mấy không? Sao Quynh không gọi ta sớm hơn? Ta thấy Quynh vốn không phải là một người có số làm quan. Mấy năm trước tại sao Quynh không thi đậu? Quynh có nhớ không? Quynh đã thi 9 năm rồi. Lúc trước vì muốn cứu người mà tự mình bị rơi xuống vách núi, kết quả chân bị gãy. Còn một lần nữa, Quynh thấy gian đường có một thôn phụ đang bị cướp. Quynh thấy chuyện bất bình liền lao ra. Kết quả thì sao? Kết quả Quynh cũng bị cướp luôn. Năm ngoái Quynh còn ghê gớm hơn. Cây cột sắt nhà lão Dương bên cạnh chẳng phải bị mất luôn rồi à? Được rồi, bỏ đi. Quynh muốn đi cứ đi. Dù sao ta thấy Quynh cũng không thi đậu nổi. Đúng lúc qua màu trong ruộng cũng sắp thu hoạch. Ta không đi chung với Quynh đâu. Để tránh lúc Quynh về, cơm cũng không có mà ăn. Đây. Đây là lộ phí, chỉ có nhiêu đây thôi, đừng có làm mất. Ta xin thề, năm nay ta chắc chắn sẽ vào kinh. Ta phải là một người ích kỷ, chuyện gì cũng đừng hòng cản trở ta. Mau lau ghèn đi, nhanh chóng lên đường. Phải là một người ích kỷ. Phường Tơ Lụa Giang Nam đóng cửa rồi. Là một người ích kỷ, thuận lợi vào kinh thi cử. Đừng hòng ai cản bước ta. Tơ lụa giá gốc 2 lượng, bây giờ chỉ bán 3 văn tiền thôi. Đại ca, Quynh mua chút đi. Phường Tơ Lụa Giang Nam đóng cửa rồi. Ông chủ Bạch Hạc dẫn theo dì nhỏ bỏ chạy rồi.
Không được, là một người ích kỷ, thuận lợi vào kinh. Tơ lụa giá gốc 2 lượng, bây giờ chỉ còn 3 văn tiền. Thả ta ra! Thả ta ra! Cứu giới! Cứu ta giới! Tại sao lại bắt cô bé? Bớt lo chuyện báo động, buông ra! Cô bé, mau chạy đi! Chạy đi! Buông ra! Đứng lại! Con trai, không sao chứ? Con có sao không? Cái eo của ta, cái eo của ta. Quả nhiên thân thủ bất phàm. Ngươi xem, trăm hình hổ. Thật đấy, lần đầu tiên ta thấy trăm hình hổ. Đúng là khác biệt. Chả trách tại sao lại khổ sở như vậy. Cài trăm hình gà, cô ấy là hàng yêu sư cấp thấp nhất. Tiểu sư muội, đây là yêu quái muội bắt được, mau cầm lấy. Con này không phải ta bắt được, huynh giữ lại đi. Như vậy xem ra tháng này muội lại không lên được trốc yêu bảng. Ta đi tìm yêu quái khác. Ta phải dựa vào khả năng của mình để lên trốc yêu bảng. Hơn nữa, ta không chỉ phải vào trốc yêu bảng, còn phải dựa vào chính mình trở thành hàng long đại sư, cài trăm hình rồng. Không cần giúp ta. Vị cô nương này, cô bắt yêu quái giữa chợ như vậy rất dễ làm bị thương quần chúng. Nếu không phải ngươi, ta đã bắt được nó từ lâu. Hay quá đi, đúng là lợi hại. Lý nào làm vậy? Nếu không có ta, cô ngã chết từ lâu rồi. Đa tạ, đa tạ. Là một người ích kỷ, thuận lợi vào kinh, không để chuyện khác làm ảnh hưởng. Là một người ích kỷ.
là một người ích kỷ, thuận lợi vào kinh, không để những chuyện khác làm ảnh hưởng. Thư sinh thối cổ hủ, tróc yêu sư dở tệ, suối quẩy, sao lại gặp ngươi chứ? Cô tưởng ta muốn gặp cô à? Làm gì vậy? Quán này có điểm kỳ lạ, ta đây khuyên ngươi đừng ở thì hơn. Giữa rừng núi hoang vu như vậy, ta không ở đây thì ở nhà cô à? Ta... con người của ngươi. Ta tên Tam Sinh, ngươi tên là gì? Không nói cho cô biết, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Trang trí cũng đặc biệt quá chứ. Bà chủ, cho ta một căn phòng. Hai người đi chung à? Không phải. Đa tạ. Dưỡng díu. Vị khách quan này, cô thì sao? Ta cũng thuê một phòng. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Nhiều yêu quá như vậy, xem ra chuyện vào tróc yêu bản đã nằm trong tầm tay. Nhìn thấy cả chưa? Cô gái lúc nãy là tróc yêu sư. Hay là chúng ta chuồn thôi. Chuồn cái gì? Không thấy cô ta cài trăm hình con gà, là cấp thấp nhất. Chúng ta ra tay trước, chiếm ưu thế. Nhất đoạn thiên ôn lộ. Nhị đoạn địa ôn môn. Tam đoạn nhân hữu lộ. Tứ đoạn quỷ vô môn. Tà ma ác quỷ ngàn năm không dám vào. Tất cả yêu ma quỷ quái quá bụi trần. Xem các ngươi chạy đi đâu. Ah.
Yêu khí càng lúc càng mạnh. Xem ra tháng sau, tróc yêu bản cập nhật, ta chắc chắn có thể vào bản. Có chuyện gì vậy? Ngay ra làm gì? Lên đi! Không sao chứ? Không sao. Có sao không? Có sao? Có sao? Ngươi cũng có sừng à? Bà chủ, xin lỗi, bọn ta có mắt không thấy Thái Sơn. Đi, chúng ta đi. Đi. Có chuyện gì vậy? Chuyện này do ngươi làm à? Rốt cuộc có chuyện gì? Là ta làm đó. Kỳ lạ. Ngươi mau đứng lại. Có chuyện gì? Có phải cô thích ta rồi không? Thì ra ngươi cũng là yêu quái. Trốn kỹ quá chứ. Tiểu nương tử, tiểu nương tử, Tu Nguyên ở Tu Nguyên, ngươi nói xem sao ngươi, sao ngươi lại xấu như vậy?
kỹ năng thấp kém. Ngươi đừng qua đây. Sao ta lại ở đây? Cô không sao chứ? Mau đứng lên. Cô làm gì vậy? Sư muội, sao muội lại ở đây? Sư huynh, lúc nãy muội gặp phải mấy con yêu quái rất lợi hại, nhưng mà đánh không lại bọn chúng, để chúng chạy mất rồi. Muội không sao chứ? Không sao. Sư huynh à, yêu quái chạy về hướng bắc rồi. Bây giờ huynh đuổi theo vẫn còn kịp. Vậy được, ta cung kính chi bằng tuân mệnh. Đa tạ sư huynh. Sư huynh đi thong thả. Tỉnh lại đi. Cô trói ta làm gì? Mau thả ta ra. Nói, ngươi là ai? Chúng ta từng gặp nhau mà, cô quên rồi à? Muốn sống thì mau nói thật. Ta toàn nói thật. Ta tên Tu Nguyên, người thôn Vĩnh Ninh, huyện Thiên Đài. Năm nay 31 tuổi, tuổi thìn, chưa có vợ. Phụ mẫu đều đã qua đời, sống nương tựa cùng với một thư đồng. Có điều chí hướng của ta là thi đỗ công danh, rèn luyện đề gia trị quốc bình thiên hạ. Tuy là mấy lần trước đều gặp chút trắc trở, nhưng mà năm nay nhất định có lòng tin giành ngôi đầu bảng. Kỳ lạ, sao yêu khí trên người của ngươi lại biến mất rồi? Ta là người đọc sách, làm gì có yêu khí? Trên người ta chỉ có mùi thư sinh thôi. Đi, qua đây. Vậy ngươi giải thích xem, chuyện này là sao? Có chuyện gì vậy? Động đất à? Ngươi cố gắng nhớ lại xem. Hình như là ta làm. Chắc chắn không phải ta làm đâu. Sức ta trói gà không chặt, sao có thể làm thành như vậy?
Ngươi cố gắng nhớ lại xem, lúc trước ngươi đã làm gì? Chuẩn bị đi tắm, sau đó bồn tắm, ta liền không nhớ gì nữa. Chẳng lẽ ta bị mộng du? Còn không nói thật. Ta nói thật mà. Đau, nhẹ thôi. Từ lúc ngươi vào nước đến nay là bao lâu? Một nén hương. Ngươi vào nước để tắm. Hàng yêu bàn chuyển động. Đại náo quán trọ. Chúng ta đánh nhau. Cô làm gì vậy? Cô làm gì? Thì ra hồn phách vào nước sẽ thay thế nhau. Tiểu nương tử, khẩu vị cũng mặn quá chứ. Cô muốn chơi gì? Đừng phí sức nữa. Đây là dây hàng yêu. Một khi buộc vào, ngươi sẽ không thể nào thoát. Cô có biết ta là ai không? Ta là Nhất Bá Thiên Sơn Đồ. Tiểu Bạch Long là ta. Nếu không phải trên đường quá rộng, bị người ta ám toán, nhập vào tên phế vật này, cô có thể trói được ta sao? Mau cởi ra. Giao Long. Lần này thật sự bắt được một con rồng. Xem ra chức Hàng Long Đại Sư chắc chắn là của ta. Bây giờ ngươi lập tức rời khỏi cơ thể này, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Giết ta à? Giết ta rồi, tên phế vật này cũng sẽ chết theo. Làm đi. Ngươi trốn trong cơ thể người có gì hay ho? Có bản lĩnh thì ra ngoài đấu một trận. Nếu có Ly Châu, ta đã ra ngoài từ lâu. Cần gì cô nói? Ly Châu à? Ly Châu có thể cất giữ hồn phách của Long tộc. Nếu như có Ly Châu, hồn phách ta có thể ra khỏi người tên phế vật này, nhập vào trong Ly Châu, sau đó lại bỏ Ly Châu xuống nước, thì ta có thể hồi phục thân thể Giao Long. Ngọc của Phu Thiên Kim chắc chắn ở chỗ 9 tầng nước sâu dưới cằm của Ly Long. Cô biết tung tích của Ly Châu à? Có thể người bình thường sẽ không biết, nhưng với Hàng Yêu Sư bọn ta thì không phải là bí mật. Theo truyền thuyết, ngàn năm trước, Hàng Long Đại Sư đầu tiên đi đến 9 tầng nước sâu hàng phục Yêu Long, lấy được một viên Ly Châu cất giữ trong trấn Yêu Cát. Thật sao? Vậy tốt quá rồi. Ngày mai cô và tên phế vật này cùng đi lấy Ly Châu. Tới chừng đó hai chúng ta sẽ đấu một trận. Thế nào? Được thôi. Nhanh lên. Giao Long ở đâu? Bọn ta không thấy Giao Long gì cả. Thiên sư tha mạng. Bọn ta chỉ nhìn thấy một tên thư sinh mặt trắng rất lợi hại, còn có một nữ trúc yêu sư.
lúc nãy tiểu nhân quả thật ngửi được khí tức của Giao Long, nhưng mà không biết tại sao khí tức của tên này lúc có lúc không. Không tìm thấy Giao Long, ta sẽ hút hết tinh khí của ngươi. Giữ ngươi lại làm gì? Tiểu nhân chắc chắn sẽ cố hết sức. Xin chủ nhân cho tiểu nhân một chút thời gian. Đây là tán yêu đan, có thể xua tan yêu khí trên người ngươi. Như vậy những hàng yêu sư khác cũng sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Yên tâm đi tìm Giao Long, tiểu nhân chắc chắn sẽ cố hết sức. Tu Nguyên à, ngươi còn nhớ không cuộc nói chuyện của ta và Tiểu Bạch Long lúc nãy đó? Yêu quái, Giao Long, Ly Châu. Đúng rồi. Nào nào nào, nhưng mà sao hắn lại nhập vào người của ta? Sao mà ta biết? Người đấy bị Giao Long nhập vào, gặp nước sẽ quán đổi. Còn hắn có thể ở lại trong cơ thể của ngươi trong vòng một nén hương. Ngươi phải cùng ta đi tìm Ly Châu, sau đó mới có thể đuổi hắn ra ngoài. Không được, ngày mai ta còn phải vào kinh. Phải được. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta đi tìm Ly Châu. Con trai, con nhất định phải thi đỗ công danh. Ta và cha con ở dưới suối vàng mới có thể yên tâm được. Con biết rồi mẹ. Long Nhi, con đang ở đâu? Long Nhi, con đang ở đâu? Long Nhi, con đang ở đâu? Ta không phải Tiểu Bạch Long, ta là Tu Nguyên. Bọn ta ở dưới biển chờ con. Ta không phải Tiểu Bạch Long. Rõ ràng ta cảm nhận được, con chính là Long Nhi của ta. Ta không phải Tiểu Bạch Long. Ta không phải. Ta là Tu Nguyên. Ta không phải Tiểu Bạch Long. Là con. Ta không phải. Con chính là Long Nhi. Ta không phải. Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long, ta biết ngươi là Tu Nguyên, không cần giới thiệu. Ta hỏi ngươi, sao lại chạy vào cơ thể của ta?
Ngươi tưởng ta muốn à? Chỉ là hôm đó trên đường đi quá rộng, bị người ta ám toán, đúng lúc nhìn thấy ngươi ở gần, cho nên mới lợi dụng phế vật một chút. Ngươi... Được rồi, đừng có giận nữa. Đã như vậy rồi, ngươi cứ xem như giúp đỡ ta đi. À phải, lúc nãy ta nằm mơ, mơ thấy một người. Người đó không phải người, là mẹ của ngươi. Mẹ ngươi mới không phải người. Mẹ ngươi nói là bãi dưới biển chờ ngươi về đoàn tụ. Nếu hôm đó ta quá trọng thành công, bây giờ ta đã đoàn tụ cùng mọi người. Không phải, ngươi cũng thật là không ngoan ngoãn đi theo cô gái kia, đi tìm đi châu đi, chạy loạn làm gì. Ta nói cho ngươi biết, ta đã hứa với mẹ nhất định sẽ quá rồng thành công. Ta cũng hứa với mẹ nhất định thuận lợi vào kinh. Ta nói cho ngươi biết, ta ở trong cơ thể của ngươi thêm một ngày thì ngươi sẽ nguy hiểm thêm một ngày, ngươi hiểu chưa? Ngươi thấy thi cử quan trọng hay là mạng người quan trọng? Đương nhiên thi cử quan trọng. Ta thi gần 10 năm rồi, năm nay ta nhất định phải thuận lợi vào kinh. Ta nhất định phải là một người ích kỷ, bất cứ chuyện gì cũng không thể cản bước. Tạm biệt. Tên mọt sách, tên mọt sách, ngươi mau quay lại. Bất cứ chuyện gì cũng không thể cản bước. Tu Nguyên, đưa hết tiền trên người ra. Đại ca, ta chỉ là một thư sinh nghèo, lấy đâu ra tiền? Không có tiền. Đại ca, huynh đang ra giấu chuyện gì? Ra giấu cái con khỉ. Lấy đồ của hắn qua đây. Dạ. Ngoan ngoãn một chút. Đại ca, chỉ có vài văn tiền. Đại ca, trong này chẳng có gì. Người nói người xem, tốt xấu gì cũng giống người đọc sách, sao còn nghèo hơn cả bọn ta vậy? Đại ca, hôm nay ta phải lên đường gấp, hay là huynh xem như vậy có được không? Ta sẽ ghi lại phương thức liên hệ với các huynh, chờ ta đổ trạng nguyên, ta chắc chắn sẽ quay lại tài trợ cho mọi người. Khốn kiếp! Đại ca, đại ca. Ngươi mà đòi đổ trạng nguyên. Sai lầm, người người nhìn thấy. Sửa đổi, người người kính trọng. Lời của Khổng Lão Phu Tử, ta biết chứ. Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Để ta phiên dịch lại. Chuyện đã qua, không thể cứu vãn. Chuyện tương lai, vẫn có thể sửa đổi. Đúng đúng đúng. Tức là nói, lúc trước chúng ta nghèo là chuyện không thể cứu vãn, nhưng mà sau này, cùng nhau cố gắng, chúng ta sẽ giàu, biết chưa? Đây là đang khích lệ chúng ta. Trên con đường cướp bóc, phải làm cho tốt. Cố lên! Cố lên! Các người, đúng là trẻ con, không dễ dạy. Khốn kiếp! Là mấy người ép ta thôi. Ép ngươi thì sao? Các ngươi chờ đấy. Hắn có phải điên rồi không? Tự phẫn nộ, tự cam chịu như vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy. Đại ca à, có thể hắn không biết lão đại của các ngươi.
cũng đọc thuộc Luận Ngữ. Đây là trò gì vậy? Khí tức của Giao Long lại xuất hiện rồi. Có chuyện gì vậy? Tiểu tử đó chạy đâu rồi? Người đâu? Sau lưng của huynh. Lão đại, hắn đại hiệp xin tha mạng. Lão già Khổng Tử còn nói phải học tập điều tốt của người khác và biết rút kinh nghiệm từ lỗi lầm của người khác. Cho ta một cơ hội làm lại từ đầu đi. Chạy đi, chạy đi. Là ngươi? Ta nói tại sao lại không tìm thấy ngươi? Thì ra ngươi trốn trong cơ thể con người. Sư huynh, chẳng qua hắn chỉ bị Giao Long nhập xác. Bây giờ huynh giết hắn đồng nghĩa với việc giết đồng loại vô tội. Nhưng hắn lúc là người, lúc là yêu quái. Yêu quái này pháp lực cao cường, giữ lại hắn là một mối nguy. Cố chịu một chút. Đây chẳng phải dây hàng yêu của cô à? Hỏng rồi. Đau, đau. Xong rồi. Vậy là xong rồi à? Có qua loa quá không? Sao lại chạy? Ta từng hứa với mẹ, năm nay nhất định phải thuận lợi vào kinh. Ngươi như vậy, đụng phải trốc yêu sư sư huynh của ta, chẳng phải sẽ mất mạng à? Thân là trốc yêu sư, cả sống chết con người cũng không màng, chẳng khác gì yêu quái. Doãn Bình Chi sư huynh quanh năm chiếm ngôi đầu bảng,
Nhưng mà sư tôn luôn không công nhận quân ấy, nói quân ấy chưa đủ tư cách trở thành Hàng Long đại sư. Bây giờ xem ra vì muốn cài trăm rồng mà không thèm quan tâm gì cả. Ngươi sao vậy? Sợ à? Không có. Lúc trước ta mơ thấy một giấc mơ. Ta mơ thấy mẫu thân của Tiểu Bạch Long luôn ở dưới biển chờ hắn trở về. Cho nên ta đã quyết, lần này ta chắc chắn phải giúp Tiểu Bạch Long. Vậy còn kỳ thi của ngươi? Kỳ thi sau này vẫn còn. Cùng lắm ta chờ thêm vài năm nữa. Nhưng mà nếu ta không giúp Tiểu Bạch Long, hắn sẽ vĩnh viễn mất gia đình. Ngươi đúng là người tốt. Được rồi, sau này cứ theo ta, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Yêu quái ở đâu? Tay ngươi làm gì vậy? Một con ếch thôi đã dọa ngươi như vậy. Vết thương của ta lại rách ra rồi. Để ta xem. Trước khi tới trấn Yêu Cát, chúng ta còn cần một thứ nữa. Là gì? Lệnh bài hổ. Muốn lấy được Ly Châu thì phải vào mật thất tầng trên cùng trấn Yêu Cát. Nhưng mà chỉ có 10 trúc yêu sư đứng đầu bảng trúc yêu mới có lệnh bài hổ để vào mật thất. Vậy cô xếp thứ mấy? Nói chung là ta không có. Vậy sao chúng ta vào được? Trộm. Ta có một sư huynh tên là Bạch Hạc, xếp hạng 5 trên trúc yêu bảng. Ta cảm thấy hình như cô ấy cũng có chút thích ta. Tới chừng đó ta sẽ thu hút sự chú ý của quân ấy. Ngươi đi trộm. Ta ngay cả vợ còn chưa có, lấy đâu ra gì nhỏ. Với lại giải của Bạch Hạc này sao có thể chỉ bán 3 văn tiền. Hơn nữa, trong lòng ta chỉ có một nữ thần duy nhất, đó chính là tiểu sư huynh, sư muội. Hôm nay bọn ta đóng cửa, các người đi trước đi. Vậy giải của bọn ta phải làm sao? Cứ như vậy đi ha. Tạm biệt, lần sau lại ghé. Sư muội. Vị thư sinh có vẻ ngoài ba chấm này là... Hắn là đồ đệ, ta mới thu nhận. Chẳng biết gì cả, cứ mặc kệ hắn đi. Sư huynh à, dạo này huynh có phát minh gì mới không? Tuy là lâu ngày không gặp, nhưng mà ta vẫn luôn nhớ mãi không quên ý tưởng kỳ diệu, phong lưu phóng khoáng của huynh đây. Thật sao? Nếu muội đã nói như vậy, ta thật là không cách nào từ chối. Nào nào nào, sư muội, hôm nay sư huynh rất vui, tặng muội mấy món bảo bối ta mới nghiên cứu. Đừng có tôn sùng ta quá nha. Sư muội, muội xem, đây là ba món hàng yêu ta mới nghiên cứu. Bát hàng yêu, đũa hàng yêu, thìa hàng yêu. Lúc muội ăn cơm, bất ngờ gặp chuyện, trực tiếp bắt yêu quái trên bàn luôn. Nhưng mà sư huynh à, cái này dùng như thế nào? Ném nó. Ném à? Tặng cho muội, về nhà rồi ném. Chỗ ta còn vài món nữa. Sư muội. Sư muội, muội xem, súng hàng yêu mẫu mới nhất. Trong này nó có thể bắn ra lưới hàng yêu, trực tiếp tóm gọn yêu quái. Để ta thử cho muội xem. Sư huynh à, huynh có cảm thấy ta đẹp không? Biết rồi còn hỏi. Vậy ta, ta có thông minh không? Còn cố hỏi. Vậy sao ta không thể vào trốc yêu bản? Như vậy sau này hai chúng ta cùng đi bắt yêu quái, toàn bộ đều là của muội. Thế nào? Sư huynh, mau đi đi. Đi mau. Sư muội,
Sư muội, trả lệnh bài cho ta. Chạy xa như vậy rồi, chắc không đuổi kịp đâu ha. Đúng rồi, tên Bạch Hạc sư huynh đó của cô, hắn sẽ không sao chứ? Không sao, cùng lắm là đói một đêm, ngày mai chắc chắn sẽ có người thả cô nấy ra. Vậy tốt rồi, đi thôi. Chờ chút, tặng cô một thứ. Ngươi lấy trộm từ chỗ sư huynh của ta à? Không phải, ta bỏ tiền ra mua mà. Đa tạ. Chủ nhân, khí tức của giao long không xuất hiện nữa. Bọn chúng đâu có ngốc, con giao long đó sẽ không xuất hiện nữa đâu. Tam sinh không nỡ giết tiểu tử đó, còn con giao long đó lại không chịu chui ra. Ngươi nghĩ xem, bọn họ sẽ đi đâu? Chắc chắn là nơi an toàn nhất. Không đúng, chắc chắn là nơi nguy hiểm nhất. Trấn Yêu Cát. Trong Trấn Yêu Cát toàn là hàng yêu sư, tam sinh sẽ đưa hắn tới đó à? Chắc chắn chúng sẽ lên Trấn Yêu Cát tìm Ly Châu. Ly Châu là bảo bối bí mật của Long tộc. Bảo bối bí mật. Tương truyền, Ly Châu có thể cất giữ hồn phách của Long tộc. Tam sinh muốn hồn phách của giao long đó ra ngoài, nhập vào Ly Châu. Mà Ly Châu thì đang ở trong Trấn Yêu Cát. Chúng ta sẽ đến đó tóm gọn một mẻ. Đó chính là Trấn Yêu Cát. Đi thôi. Trấn Yêu Cát. Tróc Yêu Bản. Xếp hạng 3, đúng là không tệ. Tiếp tục cố gắng. Xin nghe lời dạy của sư tôn. Làm gì vậy? Đi thôi. Tầng 1 của Trấn Yêu Cát là sảnh nghị sự của hàng yêu sư. Mỗi tháng sư tôn sẽ ở đây cập nhật Tróc Yêu Bản. Tam sinh à, lần này bắt được yêu quái gì vậy? Yêu quái mũi hay là yêu quái dáng? Lần này ta không bắt được yêu quái gì cả, không giỏi bằng sư huynh. Vị huynh đệ này nhìn có chút không quen, ta chưa từng gặp. Hắn à? Hắn là Tróc Yêu Sư ta mới quen. Ta đưa hắn tới Trấn Yêu Cát để đăng ký. Tam sinh bắt đầu nhận đồ đệ à? Sư huynh à, ta chỉ giúp đỡ mà thôi. Giúp đỡ thôi mà, đi. Đi thôi. Chủ nhân, chừng nào chúng ta mới ra tay?
có một chiêu gọi là bọn ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau. Sao rồi? Nào, nào, mau lên. Nào, đây là gì vậy? Này, đừng động vào. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm của Hàng Long Đại Sư qua các đời. Ngươi xem, cái này là pháp khí Tử Hồ ngàn năm, cái kia là hàng thiết chùy của Tuyết Yêu. Ta tin chắc có một ngày chiến lợi phẩm của cô cũng sẽ được bày ở đây, đó là điều đương nhiên. À phải, Ly Châu ở đâu? Ở đây. Sư huynh, sư huynh, chúc mừng huynh đứng hạng 3 trong Trốc Yêu bảng. Chỉ là hạng 3, có gì đáng nói? Sư huynh à, muội có chuyện muốn nói với huynh. Muội, thật ra muội xin lỗi, trước khi ta trở thành Hàng Long Đại Sư, ta sẽ không dính dáng tới chuyện tình cảm. Sư muội xin tự trọng. Nào, hạng 3, sớm muộn cũng có ngày
ta trở thành Hàng Long đại sư. Sớm muộn cũng sẽ bày chiến lợi phẩm của ta ở đây. Cố lên. Ngươi là ai? Ta nói ta là người đọc sách, ngươi có tin không? Đi. Đi. Đi thôi. Ra đây. Ngươi tự nhiên một chút. Bố trận. Hắn không phải yêu quái, hắn là người. Các người hãy nghe ta giải thích. Yêu quái chính là yêu quái. Các huynh đệ, lên cho ta. Các đừng nghe ta nói. Tam sinh, các người đừng qua đây. Lên cho ta.
Đám hạng yêu sư các ngươi đúng là một lũ phế vật. Tiểu Bạch Long, ở đây có một lu nước. Ngươi mau ra khỏi cơ thể của Tôn Nguyên đi. Nôn nóng gì chứ? Tam bộ sinh thân, Bát cảnh dĩ minh, Ngô Kim Triệu Nhữ, Phản thần Hoàng Linh, Tam hồn tốc chí, Thất phách cấp lâm, Tòng vô nhập hữu, Phân minh hoàng hình. Tu Nguyên, mau bỏ ly châu vào nước. Tu Nguyên, không sao chứ? Tam sinh, muội đừng chấp mê bất ngộ. Yêu quái là yêu quái. Tu Nguyên, mau tới cứu ta. Tam sinh, ly châu. Tam sinh, cô sao rồi Tam sinh? Tam sinh, Tam sinh, đưa ly châu cho ta. Không đưa. Vậy thì các ngươi đi chết đi. Bình Chi, bây giờ hắn đã là người bình thường, không cần phải ra tay giết. Sư tôn, đừng ép con ra tay với người. Con là một cô nhi bị dứt bỏ. Năm 3 tuổi ta nhặt con về, nuôi dưỡng thành trốc yêu sư. Từng chút nhìn con lớn lên, nhìn thấy con trở thành người đứng đầu trốc yêu bản. Ta không mong con đừng nói nữa. Ta xem ông là phụ thân, sao lúc nào ông cũng đối đầu cùng ta. 10 năm rồi ta bắt được nhiều yêu quái như vậy, tại sao không thể làm Hàng Long đại sư? Từ lâu ta đã phát hiện tâm thuộc công bất chính. Muốn trở thành Hàng Long đại sư, cần phải dứt bỏ cái tôi, vì thiện vì công. Con hấp thụ tinh khí của yêu quái, nâng cao pháp lực, đã tẩu quả nhập ma. Đừng phí lời. Hôm nay các ngươi đều phải chết.
Tam Sinh, tỉnh lại đi. Tam Sinh. Tiểu Bạch Long, ngươi có cách gì không? Chỉ còn một cách, có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng. Cách gì? Ngươi nuốt ly châu đi, sẽ có thể sở hữu sức mạnh của ta. Ta sẽ biến mất, sẽ không thể biến về nguyên hình. Còn ngươi cũng sẽ mất đi ký ức. Có điều, sẽ có được pháp lực của ta. Thì ra hắn mới là Hàn Long đại sư thật sự. Dựa vào đâu mà ngươi lại là Hàn Long đại sư? Ta mới là Hàn Long đại sư.
tu nguyên. Tiểu Bạch Long, ta đang nói chuyện với ngươi, không nghe thấy à? Thí chủ gọi ta có chuyện gì? Ngươi là Tu Nguyên hay là Tiểu Bạch Long? Ta không là ai cả. Vậy ngươi là ai? Ta là Hàn Long Đại Sư. Khách quan, mời dùng. Thư sinh lần trước đi cùng cô, sao không đến nữa? Hắn không còn nữa. Chúc ngon miệng. Trả cái này cho Tam Sinh đi. Huynh thật sự không nhớ à? Sao vẫn còn nhớ ta? Ngươi lại? Huynh không nhớ ta à? Ta nói như vậy, thật ra trước khi huynh gặp ta, đó là một cảnh thảm không nỡ nhìn. Ta nói cho huynh biết, sau khi huynh gặp ta, ta đối với huynh ân nặng như núi. Sao huynh đi nhanh quá vậy? Ta còn chưa nói xong. Đại tiên, người xem thử giúp ta, ta có thể thi đỗ trạng nguyên không? Đưa tay. Lòng tay trồng trọt cũng nghèo rách, số mệnh đã định khó thay đổi. Công tử, người không thể thi đỗ được đâu. Theo lão phu thấy, chiêu trò lừa gạt, ăn nói lung tung. Công tử, người là người thông minh, tuy cơ duyên không nằm ở công danh, nhưng mà chí hướng. Cái gì? Nói mau đi. Thiên cơ bất khả lộ. Trời ơi. Yeah.
风微雪，却离散秋水，落叶。今天不知谁缺，谁惊觉，泪滴如潮，冰雪。